Đinh Thanh mến chào toàn thể quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đinh Thanh. Xin kính chúc cho tất cả mọi người có một ngày thật là tuyệt vời, công việc thật là suôn sẻ. Hôm nay thì xin kính mời tất cả mọi người cùng với Đinh Thanh khám phá một điểm du lịch cũng rất đổi quen thuộc với mọi người chúng ta. Đó chính là một khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia, khu di tích lịch sử Hòn Đá Bạc tại tỉnh Cà Mau quý vị mình nha. Thì bây giờ thì gia đình chúng ta hãy sẵn sàng để chúng ta bắt đầu hành trình nha quý vị. Thì khu du lịch Hòn Đá Bạc nằm cách trung tâm của thành phố Cà Mau khoảng chừng 45 km. Chúng ta đi ngang qua cái vườn chim của thành phố Cà Mau về hướng đường Ngô Quyền đó quý vị. Và cái địa chỉ này nằm tại ấp Kinh Hòn thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau. Chúng ta đi thì hiện tại bây giờ đường xá rất là tốt, tất cả các phương tiện xe 45 đều có thể vào được quý vị mình nha. Và đi trên con đường này thì được trải nhựa, tuy nhiên thì nó cũng hơi có ổ gà chút xíu. Và chúng ta đi ngang qua cái khu du lịch U Minh Hạ luôn quý vị. Đây là cổng của khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Hòn Đá Bạc nè quý vị. Và ở đây thì không gian nó rất là rộng luôn, bãi xe thì đậu vô tư đó. Đến đây du khách chúng ta có hai lựa chọn để khám phá khu du lịch Hòn Đá Bạc. Một là du khách chúng ta có thể đi bộ vào bên trong ra đảo để chúng ta tham quan. Còn hai là chúng ta có thể đi bằng xe điện đi bằng xe điện để chúng ta di chuyển ra. Vé xe điện là 10.000 một người đó quý vị. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu hành trình nha. Thì Đinh Thanh sẽ chọn phương án đó là đi bằng xe điện để chúng ta chạy vào bên trong, vừa tiết kiệm được thời gian mà chúng ta vừa tham quan được nhiều hơn các địa điểm du lịch ở trong đây. Bây giờ chúng ta lên xe điện bắt đầu vào bên trong quý vị ơi. Thì cái con đường này được làm đường đan rất là tiện lợi luôn, sạch sẽ, không có bị ngập nước. Chúng ta đi chạy từ bên ngoài vào bên trong thì mất khoảng chừng 7 đến 10 phút thôi quý vị, rất là nhanh. Trên đường thì đôi khi chúng ta phải né xe điện nó mất thời gian, thật ra đi rất là đẹp. Và từ trong đất liền chúng ta đi qua một cái cầu đúc để ra Hòn Đá Bạc thì khoảng chừng hơn 1 km quý vị mình nha. Thì ở đây nó có hai cái hòn đá bạc lớn và hòn đá bạc nhỏ đó quý vị. Và tuổi đời của những cái hòn đảo này cũng được tính là hàng trăm triệu năm rồi, hàng trăm triệu năm về trước rồi, tức là cũng khá là lâu đời quý vị mình nha. Trên con đường đi thì chúng ta sẽ thấy được cảnh biển trời mênh mông rất là đẹp đó quý vị mình ngắm ha. Sở dĩ người ta gọi là Hòn Đá Bạc là bởi vì những ngày trời đẹp vào lúc sáng sớm khi ánh nắng chiếu lên hai cái hòn đá này đó quý vị, thì từ trong đất liền nhìn ra nhìn nó có một cái màu bạc rất là đẹp đó. Cho nên người dân gọi là Hòn Đá Bạc là như vậy đó quý vị. Và diện tích của toàn bộ khu du lịch Hòn Đá Bạc này là khoảng 6,5 hecta, tương đối là nhỏ quý vị mình nha. 6,5 hecta. Và khi lên đây đó quý vị, chúng ta sẽ tham quan những gì? Trước tiên là chúng ta sẽ trải nghiệm cái không khí đất trời tự nhiên của nơi này đó. Và cái thứ hai nữa là chúng ta đến đây để ôn lại truyền thống cách mạng. Nơi đây cũng là nơi chúng ta đã tiến hành giải phóng Hòn Đá Bạc, là một trong những cái nơi giải phóng đầu tiên của miền Tây Nam Bộ của mình đó. Và sau năm 1975 thì chúng ta lại tiếp tục giành một cái thắng lợi rất là vẻ vang, đó là cái kế hoạch CM12, đó, kế hoạch CM12 chống lại, đập tan được cái âm mưu chống phá cách mạng, âm mưu lật đổ nhà nước của các thế lực thù địch đó quý vị. Cái thứ ba nữa, đến đây du khách chúng ta sẽ được ngắm cái bộ xương cá ông. Nơi đây lưu truyền lại một cái câu chuyện là cá ông đã từng giúp đỡ ngư dân của địa phương này, giúp cho họ được vào trong bờ an toàn mà không bị thiệt hại về tài sản khi gặp sóng to gió lớn đó quý vị. Đây là cái di tích Hòn Đá Bạc mà ghi lại cái nội dung ghi lại cái quá trình chúng ta đấu tranh để chống lại bọn phản động sau năm 1975 đó. Khu di tích đây là trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12 đó quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Thì tại cái khu vực này nè, vào ngày 5 tháng 9 năm 2010,
để kỷ niệm cái việc mà giải phóng Hòn Đá Bạc và kỷ niệm cái chiến thắng CM12 chống lại bọn biệt kích cũng như là tổ chức phản động á, thì chính phủ nhà nước của chúng ta đã cho xây dựng cái tượng đài chiến thắng Hòn Đá Bạc với mặt danh là CM12. Tượng đài này là cao khoảng 21,6 m đó. Và công trình thứ hai được xây dựng ở trong đây nữa, đó là cái nhà trưng bày triển lãm những cái hiện vật, những cái giấy tờ, những cái tài liệu hình ảnh liên quan tới cái chiến dịch phản gián CM12. Đây là cái căn nhà này nè quý vị. Và công trình thứ ba tại vị trí này nữa, đó chính là khu đền thờ Bác Hồ, với cái tượng đài Bác Hồ cũng được đầu tư xây dựng khoảng 23 m, rất là đẹp. Bây giờ thì Đinh Thanh xin mời tất cả quý vị chúng ta di chuyển vào bên trong để chúng ta ngắm sơ qua một số những cái hình ảnh cũng như là tư liệu và vũ khí mà liên quan tới cái chiến dịch phản gián CM12. Kính thưa toàn thể quý cô chú anh chị, thì CM12, CM là viết tắt của chữ Cà Mau, 12 á, là viết tắt của cái ngày mà địch, bọn phản động lên kế hoạch để mà thực hiện cái âm mưu lật đổ chính quyền đó, đó là vào ngày 12 tháng 5 năm 1981 đó. Và cái chiến dịch này chúng ta đã thực hiện nó trong vòng 4 năm, từ năm 1981 đến năm ngày 9 tháng 9 năm 1984. Và trong 4 năm chúng ta đã tiêu diệt và bắt sống gần 200 tên địch phản gián cũng như là biệt kích, và chúng ta thu được 300 tấn vũ khí cũng như là 14 tấn tiền Việt Nam đồng giả, 14 tấn tiền Việt Nam đồng giả đó quý vị. Và bứt phá tiêu diệt cũng như là xóa sổ đi 10 cái đơn vị tổ chức biệt kích của địch trên toàn bộ cái khu vực Tây Nguyên, miền Trung, miền Đông cũng như là miền Tây Nam Bộ mà do địch đã cài cấy ở đây. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ là giữ gìn trọn vẹn lãnh thổ, bảo vệ được chính quyền cũng như là an ninh của nhân dân. Và chiến công này đã thuộc về công an nhân dân. Đây là một trong những thắng lợi được xem là thắng lợi lớn nhất, thắng lợi gọi là thành công nhất và an toàn nhất, không có bị thiệt hại về người nhất kể từ sau năm 1975 đó quý vị. Vì vậy mà nơi đây đã được nhà nước chúng ta xếp hạng đó là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia quý vị mình nha. Bây giờ chúng ta tham quan một số cái hình ảnh liên quan tới cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái chuyên án CM12 ở đây quý vị mình ha. Kết thúc chuyên án này thì chúng ta đã giành thắng lợi tuyệt đối và bắt sống được một trong những tên cầm đầu, đó là Mai Văn Hạnh cùng đồng bọn, cũng như tiêu diệt số nhóm biệt kích. Thì đây là cái thắng lợi của cái kế hoạch phản gián CM12, là cái kết quả của sự thông minh, trí tuệ và bản lĩnh chính trị của lực lượng công an nhân dân, của lòng dũng cảm và sự sáng tạo của lực lượng công an nhân dân Việt Nam của chúng ta đó quý vị. Và sức mạnh của sự đoàn kết, không chỉ có công an nhân dân mà còn có sự đoàn kết phối hợp giữa người dân, ngư dân cùng nhau hợp đồng tác chiến, và giữa lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam chịu sự lãnh đạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta. Thì đây là một trong những cái thắng lợi vẻ vang sau năm 1975 đó quý vị. Thì chúng ta là do lực lượng công an nhân dân cũng như là lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải đấu lại với các thế lực phản động, các cái tàn dư của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà đứng sau lưng đó còn có các lực lượng như là Trung Hoa, Thái Lan, rồi Mỹ vân vân. Đó, họ tài trợ vũ khí, họ còn sản xuất tiền giả để cung cấp cho các lực lượng này. Thì phải nói là đây là một cái chiến công hiển hách của quân và dân của tỉnh Cà Mau đó. Và đó là một trong những cái điều mà thế hệ trẻ sau này cần phải ghi nhớ. Và nơi đây cũng là nơi mà mỗi khi kết nạp đoàn, kết nạp đội hoặc là những ngày truyền thống á, thì các đơn vị thường hay về đây để làm lễ dân hương và làm lễ kết nạp. Đây là cái tượng đài chiến thắng CM12 cao 21,6 m nè quý vị, được khánh thành vào ngày 5 tháng 9 năm 2010. Thì đến dự buổi khánh thành và đọc diễn văn thì có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nữa quý vị.
đó, rất là vinh dự cho người dân nơi đây. Đó, bên dưới là bức phù điêu nói về cái cuộc chiến đấu chống lại cái lực lượng phản động của địch. Đó. Thì ngoài cái di tích về lịch sử với những chiến thắng vẻ vang ra thì trên hòn đá bạc cũng là một trong những cái nơi chúng ta ngắm cảnh rất là tuyệt vời. Và đặc biệt nữa là gì quý vị? Đặc biệt nữa là cách đó không xa, chúng ta đi bộ một chút xíu thôi, chúng ta sẽ đến thăm Lăng Cá Ông. Đây là một trong những tín ngưỡng cực kỳ quan trọng của người dân vùng sông nước, đặc biệt là những tỉnh ven khu vực biển đó quý vị. Vì nơi đây hay đi biển và rất là nhiều người trong số những ngư dân Việt Nam chúng ta thường được cá ông giúp đỡ. Mình hay nói là cá voi đó. Khi mà sóng to gió lớn, giông tố nổi lên thì cá ông thường hay giúp đỡ những ngư dân này. Và ở trong đây còn ghi lại một cái câu chuyện, đó là có một cái người ngư dân đã được cá ông giúp đỡ. Đó, được cá ông giúp đỡ để đưa thuyền vào trong cái nơi này đó, an toàn và không bị đánh chìm. Cho nên người này đã kể lại cái câu chuyện đó cho những người dân ở đây về cái việc cá ông giúp mình. Đó, đây là của Nguyễn Văn Hùng, 37 tuổi ha, tường thuật lại cái câu chuyện này. Và đó là một trong những cái điều rất là gọi là đặc biệt đó, mà để người dân càng thêm tôn thờ cá ông. Trong đây thì người ta luôn luôn là thắp nhang để cúng vái, và đặc biệt những khi ra khơi họ thường hay đến đây để cầu nguyện, mong cho một cái chuyến hành trình được bình an, sóng yên biển lặng và nhiều tôm cá. Và phía trước của Lăng Cá Ông á, chúng ta đi xuống một cái vách đá khoảng cách Lăng Cá Ông khoảng chừng 40 mét thôi, là chúng ta sẽ đến với bàn tay Phật. Đây này quý vị, ở đây thì vừa có cái bàn thờ thiên để thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mắt hướng ra biển cả, và bên dưới chúng ta còn thấy cái bàn tay Phật nữa, vừa đủ 5 ngón quý vị, rất là linh thiêng. Và người dân cũng hay đến đây để cầu nguyện, cầu xin, cầu mong những điều tốt lành nhờ cho người dân được an cư lạc nghiệp, cũng như là đánh bắt cá được an toàn trở về với gia đình. Đó. Chúng ta đến đây chúng ta tham quan di tích lịch sử, rồi tham quan về cái văn hóa dân gian. Ở đây thì du khách đến đây có thể lưu trú lại, ở lại qua đêm, hoặc là chúng ta có thể cắm trại ăn uống. Vì ở trong đây đó, nó có một cái nhà hàng, một cái khách sạn. Đây nè quý vị, nó có một cái khách sạn là khách sạn Hòn Đá Bạc đó. Chúng ta có thể lưu trú lại đây qua đêm, hoặc là chúng ta có thể đặt ăn ở đây cũng rất là tốt. Không gian ở đây thì rộng rãi thoáng mát. Đó, đồ ăn thì hải sản tương đối là ngon quý vị mình ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngắm sơ qua một chút xíu về cái không gian của khu du lịch Hòn Đá Bạc này. Đây, cái khách sạn Hòn Đá Bạc đó quý vị, vừa có phục vụ phòng ở lưu trú, vừa có phục vụ ăn uống luôn. Đó, thì đây là cái không gian ở trên cái Hòn Đá Bạc chính này. Đó, thì cái Hòn Đá Bạc này cao hơn mực nước biển khoảng chừng 40 mét thôi quý vị mình nha. Cỡ 4 mét chúng ta cũng có thể ngắm được cái bình minh trên biển và hoàng hôn trên biển khi mà chúng ta đến vào những buổi sáng hoặc buổi chiều đó. Rồi từ đây chúng ta quay trở ra bến xe, chúng ta có hai con đường đi ha, bởi vì xung quanh cái hòn đảo này được tráng nhựa đổ đan á, đi rất là tiện lợi, chúng ta đi hướng nào ra cái bãi xe cũng được cả, hoặc là chúng ta có thể đi ra ngay bến xe điện để chúng ta bắt xe điện đi trở vào. Đó quý vị, mình thấy đây là một cái địa điểm phải nói là khá là đẹp. Đó, những ngày lễ Tết chúng ta nên đưa gia đình chúng ta đến đây để tham quan cũng như thay đổi không khí, hít thở gió trời. Đó, đây là đứng từ cái hòn đá bạc nhỏ nhìn qua hòn đá bạc lớn đó quý vị mình nha. Cảnh đất trời sông nước rất là đẹp. Đến đây thì Đinh Thanh xin cảm ơn tất cả quý cô chú, quý anh chị đã đồng hành cùng với Đinh Thanh trong chuyến đi. Xin hẹn gặp lại và kính chúc sức khỏe ạ.